Thưa quý vị, kho báu từ hai con tàu ma vừa được cơ quan cổ vật Israel khai quật, bao gồm nhiều trang sức tinh xảo và quý hiếm cùng hàng trăm đồng xu cổ có giá trị ngoài sức tưởng tượng. Cơ quan cổ vật Israel IAA cho biết, chúng nằm ở vùng nước nông không xa bờ biển Kesera, vẫn còn nguyên hàng hóa, cho dù thân tàu đắm đã nằm rải rác khắp một vùng khá lớn sau hàng thế kỷ bị biển cả vùi dập. Một trong hai con tàu ma có niên đại 1.700 năm, cái còn lại khoảng 600 năm, nhưng có lẽ cũng bị chìm trong tình huống giống nhau. Đang neo đậu thì bị bão đánh đắm. Chúng ẩn nấp ở một vùng biển nông, chỉ cách mặt nước khoảng 4 mét. Theo Asian Origins, từ hai xác tàu ma này, các nhà khoa học đã phục hồi được rất nhiều cổ vật quý giá. Món quý nhất là một chiếc nhẫn vàng hình bát giác có gắn viên đá quý lớn màu xanh pha xanh lục, chạm khắc hình người chăn cừu tốt bụng với độ tinh xảo gây choáng váng. Một chiếc nhẫn khác được gắn đá quý màu đỏ chạm hình đàn lia. Họ còn tìm thấy rất nhiều trang sức và vật trang trí khác như một bức tượng đồng hình đại bàng, một tượng thần La Mã mang mặt nạ, nhiều chiếc chuông đồng và bình gốm, hàng chục chiếc đinh đồng khổng lồ, các bộ phận của máy bơm, mỏ neo sắt. Ngoài ra các xác tàu còn làm vương vãi nhiều đồng xu cổ đại thuộc nhiều niên đại khác nhau. Với niên đại từ 600 đến 1.700 tuổi, các hiện vật nói trên là những kho báu khổng lồ, có giá trị sưu tập lẫn giá trị khảo cổ. Ngay cả trong thời đại của mình, chúng đã là những vật vô cùng đắt giá. Toàn bộ kho báu và các phần còn lại của hai con tàu ma đang được cơ quan cổ vật Israel tiếp tục thu thập và nghiên cứu.